Như em nay anh Lâm đã vượt qua những khó khăn đúng không? Xin chào mọi người, trở lại với Cầu Phúc. Và ngày hôm nay sẽ là một clip cực kỳ đặc biệt. Mình sẽ có một hành trình mới, cực kỳ mới. Đó là sẽ đi xuyên Việt Nam và tặng 1.000 quả bóng cho các bạn nhỏ ở cả đất nước này. Và ngày hôm nay thì Phúc đang có mặt ở sân Liên Đoàn. Thì tí nữa sẽ có những cầu thủ của Việt Nam sẽ tặng bóng cùng với Phúc, góp bóng cùng với Phúc để có thể là mang đi tặng cho các bạn. Nên là mọi người cùng chờ đợi xem là có những ai tặng bóng cho mình nhá. Và xem hành trình này sẽ ra sao nhá. Còn bây giờ thì đây, mọi người đang tập ở đây. Còn chúng mình thì sẽ ra ngoài một lát nữa gặp ở khách sạn. Let's go. Xin chào mọi người, và đây chính là khách sạn của đội tuyển Việt Nam chúng ta. Đó là khách sạn ở Grand Plaza mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ đợi thủ môn Đặng Văn Lâm xuống đây. Và hôm trước ấy, trước khi mà mình có một cái thông tin là mình nói về việc tặng bóng, thì Lâm cũng rất là thích. Và Lâm nhắn với mình là: anh Phúc ơi, muốn tặng 20 quả bóng cho các bạn nhỏ. Nên là thật sự là rất hạnh phúc. Và bây giờ thì đội tuyển Việt Nam thì cũng đã về nghỉ ngơi và ăn uống. Thì Lâm nhắn mình là khoảng tầm 15 phút nữa thì anh em gặp nhau dưới sảnh. Thì ok, bây giờ mình sẽ đợi thế này, đợi Đặng Văn Lâm xuống và chúng ta sẽ xem là bóng của Văn Lâm có ok, có xịn không. Và các bạn cùng chờ xem là có những gì đặc biệt ngày hôm nay nhá. Chắc chắn là sẽ là một cái hành trình cực kỳ thú vị của các bạn có thể xem. Thật ra thì trước khi gặp Văn Lâm thì cái buổi trưa nay thì mình đã có gặp Tuấn Hải. Và Tuấn Hải cũng đã tặng cho mình 50 quả bóng mọi người ạ, toàn là bóng chất lượng luôn. Đấy, và mình đã lấy bóng của Tuấn Hải và mọi người có thể xem những hình ảnh đây. Mình sẽ lồng cho anh em xem một số hình ảnh. Đây, hai anh em tặng bóng và cũng ký bóng với nhau. Thì mình tin là khi mà những anh em cầu thủ này cùng nhau chung tay, cùng nhau góp những cái quả bóng như thế này thì sẽ mang lại cái nhiều hạnh phúc rất là lớn cho các bạn sắp tới nhận được trái bóng của mình nhá, trên hành trình lần này. Yes. Đây rồi, thủ môn Đặng Văn Lâm của chúng ta. Trời ơi, 20 quả bóng em. 20 quả nhá. 20 quả bóng mọi người ạ. Wow, mọi người. Trời ơi, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc, xuất sắc. Mọi người ạ, đấy, các bạn nhỏ ơi, khi mà mình chia sẻ một cái thôi thấy ấy, anh Lâm ngay lập tức là em góp 20 quả bóng. Trời, lúc ấy mình cảm giác là rất hạnh phúc ấy. Trời, tuyệt vời luôn. Anh nghĩ là các bạn nhỏ mà trên dọc đất nước mà nhận được quả bóng này rất là vui. Trời ơi, mọi người sẽ có một quả bóng như thế này nhé mọi người. Đấy, tuyệt vời luôn. Mong là những quả bóng nhỏ, những quả bóng này làm các bạn vui và có những cái buổi tập như chơi bóng vui vẻ và hạnh phúc. Đúng rồi. Đấy, thủ môn Lâm chúng ta là hôm nay vừa mới tập xong đúng không? Mới tập xong chiều nay. 5:30 rồi 8 giờ tối ăn cơm. Ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi tí là xuống ký cho các bạn. Đúng mọi người thấy không? Thấy anh Văn Lâm tuyệt vời và nhiệt tình chưa? Đấy. Triệu like luôn. Triệu like cho anh Văn Lâm. Là anh sẽ gửi về đâu đấy anh? Tức là bọn anh sẽ đi từ Hà Giang xuống Cà Mau, đi một dọc đấy luôn. À. Đấy, xong rồi trên đường thì mình sẽ lên vào những cái bản dân tộc này, rồi những cái nơi mà các bạn nhỏ thích bóng đá. À. Đấy, sẽ dành tặng cái bóng này cho các bạn nhỏ. Hôm tới thì đang tính là sẽ lấy thêm găng tay cho các bạn nhỏ nữa, anh nghĩ cũng hay. À, để đợt sau thì cứ có dịp thì cứ bảo em. Để tới nơi rồi mới bơm lên nhé. 1.000 quả. Em biết không? 1.000 quả. Ừ. Tức là nhá, mọi người cũng đang góp ấy, thì có người góp 20 quả, 50 quả, một chút, người có bên thì cũng cho thêm. Thì đến tổng kết cuối cùng ấy, sau 10 ngày nữa thì xem là có bao nhiêu quả, còn chiều đâu thì bọn anh sẽ bỏ tiền ra mua đó. Chính ra Lâm tiếng Việt giỏi lắm ấy mọi người ạ. Đúng không? Nãy giờ anh nói chuyện rồi. Cũng khá khá rồi, thì ở Việt Nam cũng phải mười mấy năm rồi. Bây giờ thì cũng nói được nhiều rồi. Nếu mà bây giờ có một lời khuyên cho các bạn thủ môn nhí thì em sẽ khuyên những cái điều gì để cho bạn ấy tốt hơn mỗi ngày? Thì chắc chắn là phải chăm chỉ. Nếu mà đã yêu nghề rồi á, đã có đam mê với bóng đá rồi á, thì phải cố gắng tập luyện chăm chỉ và
Mặc dù trong cái con đường bóng đá và cũng như trong cuộc sống ấy thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng mà luôn luôn phải tin tưởng vào bản thân mình, không quan tâm đến những cái gì mà những người xung quanh hoặc là những cái bạn bè xung quanh hay đánh giá sai về mình hoặc là như thế nào đấy, nhưng mà mình phải tin vào bản thân mình, tin vào là sẽ có một ngày mình sẽ đạt được thành công, họ tin vào điều đấy. Và chắc chắn là khi mà các bạn đấy chăm chỉ trong công việc, trong cuộc sống ấy, thì sẽ đáp lại được những cái đó. Đây mọi người ơi, 20 quả bóng đến từ anh Đặng Văn Lâm. Trời ơi, nhìn này, bây giờ anh em mình xếp cho đẹp này. Rồi, anh em mình phải xếp lại cho thật đẹp nhá. Đây mọi người ạ, đấy, sau một hồi anh Lâm ký cho các bạn đây, 20 quả bóng đây mọi người này. Bóng này toàn là bóng chất lượng nhé, size 5 mà thôi luôn này. Đấy, bóng xịn luôn đấy, bóng từng bóng này, V-League từng đá bóng này này. Và các bạn đá yên tâm và tha hồ luôn. Và Lâm ạ, anh nghĩ nhé, một quả bóng này đúng không, sẽ có được tầm 20 bạn nhỏ cùng đá với nhau đúng không? Đúng 20 quả bóng này là 400 bạn nhỏ trên cả nước được đá bóng với nhau. Yes. Rồi thì đó là một cái gì đến mà tình cảm của anh Lâm dành cho các bạn để mà phát triển bóng đá Việt Nam một chút nào đấy ở mọi nhiều nơi. Đấy, nên các bạn nào nhận được trái bóng này anh nghĩ là hạnh phúc lắm anh nhà. Đấy, và nhớ là vừa xong anh Lâm dặn gì nhỉ? Anh Lâm dặn những điều gì? Đấy, mọi người có nhớ không? Nhớ. Luôn luôn là tin tưởng bản thân mình, đúng không? Nỗ lực mỗi ngày để có thể trở thành một cái cầu thủ giỏi, đúng không? Cố gắng chăm chỉ. Đến ngày hôm nay anh Lâm đã vượt qua rất nhiều khó khăn đúng không? Thế đâu là khó khăn nhất mà em đã từng vượt qua? Khó khăn nhất là khi mà từ bên Nga về Việt Nam, khi mà thay đổi cái môi trường cũng như nhiều cái nó mới mẻ đối với Lâm. Thì Lâm cũng đã cố gắng, đã vượt qua rồi, thì mới có những cái ngày như hôm nay. Thì Lâm cũng tin là tất cả mọi người, các bạn sẽ có được thành công ở trong cuộc sống. Không bao giờ từ bỏ đúng không? Đúng rồi, không bao giờ từ bỏ. Không bao giờ. Cứ nỗ lực như anh Đặng Văn Lâm này, như Ronaldo này đúng không? Thành công sẽ đến. Và biết đâu từ một quả bóng như này của anh Lâm lại tạo ra được những bạn nhỏ đá bóng rất là hay, rồi lại là tương lai của bóng đá nước nhà đúng không? Thì sẽ rất là nhiều những câu chuyện mà thật sự là siêu siêu truyền cảm hứng. Thế đâu là thủ môn mà Lâm yêu thích nhất? Ở thế giới à? Thế giới đúng không? Hiện tại hay là... Quá khứ và hiện tại. Quá khứ. Buffon, Gianluigi Buffon. Buffon. Còn hiện tại thì sao? Hiện tại thì chắc là Courtois. Courtois, yes. Và mọi người ạ, thật ra nhé, anh Lâm ở ngoài siêu siêu cao luôn, mọi người có tin không? Đây, đứng lên cho mọi người xem này. Không cao đây. Bằng cả Courtois thôi, nhưng mà... Đây này, mọi người này, thật sự là mình... Đây này, không, đây này, mọi người thấy anh không kể đến happy đâu chưa? Đấy, luôn ngồi không biết, đứng lên một cái, mọi người thấy anh Lâm siêu siêu cao luôn. Chính thức là Lâm cao 1m bao nhiêu? 1m88. 1m88 nha. Thế cân nặng bao nhiêu? Cân nặng thì 88. Còn 88, 89. 88. Size giày? Size giày 44. Size giày 44. Size găng tay thì bao nhiêu? 9,5. 9,5. Đấy. Wow. Cơ bụng mấy múi? Cơ bụng thì nếu mà tập thì 6. Còn nếu mà không tập thì 4 thôi. Hiện tại đang mấy? Hiện tại đang 5,5. 5,5. Okay. Đấy mọi người ạ, thấy không? Đấy, thật sự là rất là vui và rất là cảm ơn Lâm với những trái bóng này. Và anh tin là chúng ta sẽ cùng nhau làm được rất nhiều điều tuyệt vời cho trẻ em Việt Nam. Và đấy, hôm tới có những găng tay của Nhật nữa. Thì Nhật lúc nào có thì đưa anh Lâm ký cho. Thì các bạn thủ môn mà nhận được đôi găng tay đấy chắc là kiểu xỉu luôn á. Đúng không? Ừ. Anh nghĩ là kỳ xong em rồi con kiếm em thôi, thấp quá. Thật sự rất là vui mọi người ơi, và hôm qua thì có Lê Bống tặng bóng cho mình nữa, và rất nhiều các bạn bè khi mà thấy mình nói về hành trình này ấy, có người góp cả 100 quả bóng cơ. Đấy, rất là nhiều bóng rồi, và hy vọng là từ giờ đến cái lúc mà mình lên đường thì sẽ có thể là có đủ 1.000 quả. Còn nếu mà thiếu thì chúng mình sẽ dùng quỹ hiếu thể thao của chúng mình sẽ mua đủ 1.000 quả bóng cho mọi người. Và chắc chắn là cái hành trình này, các bạn ơi, các bạn đang ở đâu? Các bạn có mong muốn nhận những trái bóng chúng mình không? Thì có thể là comment một cái địa điểm gợi ý chúng mình, là ví dụ như các bạn ở tỉnh nào đó để gợi ý đây là có một sân bóng gì rất hay ở tỉnh em, chỗ này này anh có thể qua cùng chúng em không, thì mình sẽ tìm và mình sẽ qua mọi người nhá. Hy vọng là mọi người comment ở đây thật nhiều, đăng ký kênh cho chúng mình cho hành trình tuyệt vời lần này của chúng mình. Các bạn nào mà có dư bóng mà có mong muốn là đóng góp cùng với anh Phúc này, anh Lâm, anh Hải và chị Bống và các bạn khác thì có thể là gửi cho Phúc nhá.
đó là những cái tấm lòng của mọi người, và Phúc sẽ mang những trái bóng đấy đến tay các bạn khó khăn hơn, những người mà đang thiếu những quả bóng để có thể là thi đấu, tập luyện nha mọi người. Còn bây giờ thì hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo và chúc mọi người sức khỏe. Hãy cùng chờ đợi hành trình này của Phúc nhé. Chắc chắn rồi sẽ còn một tập nhật bóng nữa trước khi đến cái hành trình lên đường của chúng mình. Ok, còn bây giờ thì bye bye.